Phạm Trịnh Phong. Thì cây dồ đôi này, gia đình chúng ta đang thấy đây thì có một gốc cây và chỉ là hai nhóm những cây này đã có trên 300 năm tuổi rồi. Và nó cây này nó cao tới 33 mét. Và có một điều của cây này thì nói chung là đặt tên cái cây dồ đôi thì nó xung quanh là cái câu chuyện của nó, cái tên của nó thì rất là nhiều. Thì ở đây có hai cái câu chuyện được cho là chính xác nhất. Thì đó chính là cây này, là ngày trước nó chỉ là một cái cây cao chọc thẳng lên trời thôi. Dạ, thì trong một đêm mưa gió bão bùng như vậy thì bị sét đánh tét lên làm rồi. Dạ, thì khi mà người dân ở đây bắt đầu họ mới thu lại những cái cây, những cái chỗ tán lá mà bị gãy đó, thì họ mới thu lại để chủ được và cứ nghĩ trong lòng là cái cây này đã chết rồi. Nhưng mà không, một thời gian sau cây này, hai cái chỗ mà bị tét ra đó thì nó lại vươn lên và nó còn sống tốt. Và đây là người ta cũng minh chứng cho thành cổ Diên Khánh này luôn, cứ nghĩ là họ là cái người dù chiến tranh như thế nào họ vẫn vươn lên sống tốt về từng ngày. Và còn cái thứ hai về câu chuyện này đó chính là cây này là nó là hai gốc, ví dụ là trong thân cây của nó có hai gốc, sau đó là bắt đầu là hai con cây nó sống với nhau lâu năm, bắt đầu là cái cây này sát sát gòn nhau, thế là nó quấn lại tạo lên thành một cái cây. Và cái cây này thì chúng ta đang thấy là thành một cây và để ra hai nhánh này, như vậy được gọi là cây dồ đôi. Và cây này cũng được xem là minh chứng, dạ vâng, một cái minh chứng nhân chứng im lặng lịch sử Việt Nam chúng ta cũng như là thời chống Pháp chống Mỹ đều là từ cái cây này. Dạ, vì vậy đâu cái cây này khi chúng ta nói đi đâu ạ? Hỏi là mày đang ở đâu đó? Người ta nói ở cây dồ đôi, dạ ai cũng biết cây dồ đôi. Sau đó chúng ta nhìn lên một chút xíu, dạ vâng, người ta gọi là ngã Ba Thầm. Mà gia đình chúng ta mỗi lần hỏi ở đâu ạ? Là người ta sẽ nói người ta ở ngã Ba Thầm. Là ai cũng biết cái ngã Ba Thầm.